Chào tất cả bạn nha. Hôm nay trên đường đi tôi vô tình gặp cái ông. Chắc là ngoài khoảng ông chắc khoảng 80 tuổi, hơn 80 tuổi gì đó. Rất khổ các bạn ạ, đang bó quỷ để chuẩn bị về nhà. Hôm nay tôi đi nương nhưng mà đi qua đường gặp ông. Thật sự là đáng thương. Một mình ở này, chắc là một mình ở lán thôi, với nhà ông trên này. Hoàn cảnh éo le. Và đây là quỷ của ông. Thì tôi sẽ theo chân ông về cái đống quỷ mà ông tìm các bạn nhá. Đó. Nếu anh cái gì đó nè. Anh chỉ đi xí đồ. Chứ xe là xe thế chứ nó. Anh em khôn thì nó chán rồi mà. Đó. Bạn nhìn thấy không? Cực kỳ vất vả các bạn ạ. Nó chịu quá. Nó cả chịu quá. Sự đáng thương. Phần nước quá. Đây, ông đang buộc. Bộ quỷ bằng lạc các bạn nhé, lạc trẻ bằng cây tre hay bầu gì đấy. Rất chịu khó, tại vì ông cuộc sống bây giờ ông chỉ một mình thôi, con cháu thì không ai ở đây rồi, chắc là có lán nên là ông ở đây có lán một mình. Đó. Ông đi nhặt cái bao để về làm gì hôm nay ông bảo quên rồi, sự là rất vất vả đó. Ông phải bác về đây. Đi chơi Pia, ai Pia đi nào. Ồ. Đấy các bạn nhìn thấy. Quá khổ. Trên vai ông chắc cũng khoảng 5 cân đấy. Bây giờ tôi để bắt ông một bó củi này về. Theo chân ông về các bạn xem ông như thế nào nhá. Đó. Đường thì dốc nữa. Hôm nay tiện đi qua đây thì chắc là có ông một hai chuyến củi luôn xong về luôn. Chỉ là khổ. Rất chi là mệt các bạn ạ. À. Tôi thì vác một bó củi nó cũng không hẳn là nhiều hơn ông đâu, nhưng mà cũng hơn một tí thôi. Ông thì ông vác chắc trên 5 cân. Đối với mình thì nó không nặng đâu, nhưng mà đối với ông thì cả một vấn đề. Đó. Khả năng sắp đến rồi đấy các bạn ạ. Thấy có một ngôi nhà trên này, một đống rơm nữa. Theo mình đoán thì chắc ông rơi khoảng hơn 80, 80, 81 gì đấy thôi. Nhưng mà nếu bạn tuổi này so với người già thì chắc ở nhà, chứ còn không đi làm đâu. Chắc là ông ở đây cùng mình, nên ông phải làm thôi. Thế, tí giới thiệu sơ qua về. Xin ông giới thiệu sơ qua về ngôi nhà của ông đang ở. Và đây là một đống quỷ của ông đang tìm đó các bạn ạ. Đó. Cả cây nãy tôi hộ ông bắt với cây này về làm quỷ. Rất chịu khó. Anh thấy không? Đống quỷ này là của ông tìm. Chắc một mình mà. Để chuẩn bị mùa đông sắp tới. Ông nhóm lửa sấy ấm. Ông bà bó quỷ cũng nặng này. Thật sự rất thương ông. Mệt đấy. Đó. Xem giới thiệu sơ qua này. Cái đống quỷ này các bạn nhá.
Bên dưới thì ông để ba cây tre để làm ngang, sau đó cho quỷ lên trên, đỡ phải trời mưa thì nó sẽ ướt bên dưới và dẫn đến là quỷ nó bị thối đó. Ông bây giờ mới tìm quỷ về chắc lại tước cái vỏ bao này để làm cái thành cái sợi dây, lăn ra để thành cái sợi dây các bạn ạ. Ôi chó đừng sủa nha. Giờ tôi sẽ vào trong nhà của ông ấy để giới thiệu với các bạn nhé. Nãy xin phép ông rồi. Đây là cửa vào. Đống bát rồi các bạn ạ. Đây là đống bát. Chả biết nhà ở cái này lán thì không biết, nhưng mà thấy mình ông ở thôi. Đây. Đây là bếp các bạn ạ. Bếp của ông ấy chỉ bằng bếp đây. Bếp chỉ dùng 2-3 viên đá để nấu bên trên thôi. Đó, không có kiềng cái gì đâu. Cái ấm đun nước và mấy bao thóc này. Đấy, mình ông đó. Chắc là ông ở đây một mình thôi. Đây là một đường. Cái đường đi làm đâu mua về ông rất vất vả. Đây là chỗ ngủ của ông các bạn ạ. Đây là dân tộc mình, khả năng là đây là chỗ ngủ của ông rồi, mình biết mà. Đây là chiếu, đây là quần áo. Ngôi nhà rất đơn sơ và giản dị. Đây chỉ có một can nước và một cái Pepsi, mấy con dao nhỏ để hoạt động và sản xuất ở trong này thôi, nấu nướng. Đó, ở trong này có một cái nồi thôi. Thật sự là quá khổ các bạn ạ. Sau khi quay xong trong nhà thì quay trở lại với ông. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp, đi làm tiếp. Đây là ông nhá. Về đó. Đi làm tiếp đây. Tôi rất thương. Có gì tôi sẽ quay trở lại với ông. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.